Ngày đầu tiên ngày 16 tháng 3 năm 2017, ngay Điện Mẫu, Thụ Quỳ đó, khoảng có 100-200 người tham dự. Tham dự thì đông, nhưng mà lúc đó cha thì mặc áo lông bào đỏ, mẹ áo lông bào vàng. Rồi Thụ Quỳ, từ ngày mà Thụ thời sẽ là tài danh sắc thực thì từ bỏ đó. Đụng tới tài cũng chết, đụng tới danh cũng chết, đụng tới thực cũng chết, đụng tới thì cũng chết, gái đẹp cũng chết, đồ sang cũng tiêu. Nghĩa là không còn cái gì trần gian nữa. Chỉ một lòng nguyện thề với cha là trọn đời hiến dân tài lực xác phàm này cho nhân loại, không phải chỉ riêng như Việt Nam. Thì lúc đó cái đạo ra đời, đạo Thiên Tâm ra đời ngày đó. Thì từ ngày đó mỗi giây mỗi khắc, trừ khi Thụ ngủ cái chân linh nó bay đi đâu Thụ không biết, hỡi mà hoạt động thì đều là suy nghĩ cho tất cả, cho nhân loại làm sao sớm có sự an bình an lành và trở về cuộc sống bình thường. Chúng ta đang ở trong một cái dòng xoáy, cái cơn lốc của quả địa cầu này. Một người bất an, cả địa cầu 8 tỷ người bất an. Một kim nhân uẩn bất an, cả chúng ta cũng đang bất an. Tập Chân Bình bất an, chúng ta cũng bất an. Putin bất an, chúng ta cũng bất an. Biden bất an, chúng ta cũng bất an. Những ngày này rất là khổ cho thế giới chúng ta. Và sắp sửa sẽ qua nhanh chóng, rất là màu nhiệm diệu kỳ. Thì lúc đó cha ban cái đạo. Cái đạo vừa cho bây giờ, để cho những người quay lưng lại với Thượng Đế, cha mẹ, để được cứu giờ chót. Và đồng thời cái đạo để mà làm cái nền móng. Chứ bây giờ giàu cho có 10 ông Trump là thiên tướng xuống để dẹp ma dương đi, nhưng mà sau này cũng có Biden thứ hai, Putin thứ ba, hay là Tập Chứng Bình thứ tư, hay là Kim Jong Un thứ năm, nó lên cũng quậy nữa. Cho nên từ đó Thượng Đế chỉ cho, phải cho ra cái đạo để mà làm cho cái quả địa cầu này sống an lành trở lại. Không có cái đạo nó quan trọng hơn là những cái gì mà các con thấy trước mắt binh biến, nó rất là quan trọng. Và đồng thời sự xuất hiện của vũ trụ rất là sự siêu nhiên và sự huyền bí kỳ diệu, và nói lên tất cả những gì sự thật mà nhân loại ít ai biết và ngoài kinh điển, để cho người ta biết là trên đầu mình ba tấc có cha mẹ lúc nào cũng bên cạnh mình, không phải mình muốn làm gì mình làm đâu. Thì lúc đó đạo ra đời, sư phụ có 12 đệ tử đầu tiên, trong đó có anh Bắc và 12 người. Thì lớp đầu tiên 12 người đó đều là có chân mệnh cao, có hai đứa con gái có thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Rồi những sau những ngày tháng đó, sư phụ lại có những lớp đệ tử khác, họ học rồi họ đi, họ cũng mong chờ có một ngày sư phụ mình về Việt Nam. Họ cứ qua nhiều lớp đệ tử thì tự vì cả sư phụ tâm cũng còn bồn chồn, cũng mong về Việt Nam. Thì huống hồ chi mấy con tu còn dở hơn sư phụ thì làm sao mà không mong, đúng không? Sư phụ ngồi trong đó một mình 2 tuần được, con ngồi bảo đảm một ngày con cũng mệt đó. Bữa nay có thiên văn mình chúc sư phụ mình mau về Việt Nam. Tức là trong lòng cũng mong. Những đứa mà có đại phước mà hiện bây giờ là những đứa sát bên cạnh sư phụ, và những đứa mới vừa gia nhập hội thiên gần đây, tức là mấy con đã đi đôi hia 7 dặm rồi đó, biết không? Bao nhiêu đứa đệ tử trước cả 10 năm trước, trời ơi, tụi nó chờ hoài một ngày là dài gãy gân cổ luôn. Cho nên những đứa nào mà hiện bây giờ mà gần sư phụ phải trân trọng và biết thương những đứa cũ. Không được, thời đông quá chưa đủ để sư nói chuyện này sao. Không ở cái đó một cái là ông vỡ tổ quá, ông từ từ hết cho mấy đệ tử hội thiên ở vùng này trước, nó có nhiều là forever không có. Anh nào tới đâu quên ta, đang nói mấy đứa mà gần ấy. Cho nên bây giờ á, hồi xưa mình chỉ có Thiên Tâm thôi, bây giờ lĩnh bề trên mình có Thiên Việt. Thiên Tâm là cho những mấy đứa con sẽ thành tiên, Thiên Việt là cho những đứa con của cha sẽ thành thần. Thiên Tâm, nên nhớ nha, Thiên Tâm thành tiếng, Thiên Việt thành thần. Mà nếu ai mà sau này gia nhập Thiên Việt mà là có Thiên Tâm luôn thì cả hai luôn,
thành Bồ Tát. Tức là vừa lo cho quốc gia mà vừa lo đọc kinh là thành Bồ Tát, đúng không? Còn ở những nhà chính trị gia họ đâu không có cần cầm mỏ, cầm chuông hay là đọc kinh. Họ chỉ lo an bang tế thế, rồi lo làm công an mà gọi là trong sạch thôi là họ cũng thành thần á, quân đội á. Thì trong những ngày kế tiếp, sư phụ sẽ lo về bên Thiên Việt. Sư phụ có hai mặt, Thiên Tâm là đạo, Thiên Việt là đời. Mà những đứa mà gần nhất đây á, nhìn lại mới thương những đứa cũ. Cậu của nó chờ hoài, sao trong sấm cơ nói con hiểu hết, nhưng con chờ hoài không thấy. Chả sư phụ cũng đâu biết, hỏi cha đi. Sư phụ chỉ biết 80% đó, những gì 5 năm nay sư phụ nói, sư phụ thường nói mà 80% là mình đã quá có phước, đúng không? Có nhiều người không biết tí gì đâu, mấy thằng ngoài biết đâu biết gì đâu. Putin hả? Zero. Nó mà biết chừng 1% bằng mấy con biết thôi, nó đâu có dám tấn công Ukraine đâu. Hôm nay cũng vậy nè, tập chuẩn bình mà biết là mình sắp chia 5-7 dễ gì dám hâm dọa Đài Loan. Thì cho nên họ không có đủ phước, họ biết. Mấy con có phước, quá trời phước luôn. Trở về, sư phụ chỉ muốn nói về những hàng lớp đệ tử. Sư phụ có rất nhiều đệ tử, hết lớp này đến lớp khác. Nhưng mà đứa nào đi rồi cũng chưa đứa nào mà dám phản lại mà chửi sư phụ á. Chửi phải chửi cho đúng nghe, có văn hóa là tại sư phụ dạy cũng giỏi lắm. Nhưng mà chửi là phải có cách chửi cho hay kìa. Không phải muốn nói bậy bạ lên đó là khẩu nghiệp. Thì tại vì trong lúc mà tu tập, đứa nào cũng còn là thân tứ đại ngũ ẩn, thì cũng phải có sai. Cả giáo hội cũng có sai vậy. Giáo hội phải sám hối cha mẹ hoài. Rồi xuống trần, mục đích duy nhất chỉ cho ra và khuyên nhân loại ăn hiền ở lành và nhớ về cha mẹ. Đó là mục đích thôi. Còn riêng cái phần nước Việt để thay đổi một cái nước Việt hùng cường giàu mạnh, đó là chuyện nhỏ trong một cái package. Chuyện lớn là cái đạo ra đời cho toàn thế giới. Tại vì trên trời sư phụ bận mấy chục tầng trời, rồi 3000 tam thiên đại thiên thế giới chỗ nào cũng cần sư phụ. Cho nên về Việt Nam mà để mà lập lại một cái nước Việt mới, đó là chuyện rất là nhỏ. Cho nên thụ cũng không muốn tạo nghiệp. Tại vì tạo nghiệp là mình phải tái sanh trở lại. Cái quan trọng nhất khi mình đã hiểu được luật nhân hồi, luật nhân quả, đầu thai chuyển lưng đồ này nọ mệt lắm. Còn biết những ngày mà thời mà sư phụ còn một mình sống lang thang đây nè, những đêm dài bụng đói không tiền, xe chạy mà không có $2 đổ xăng nữa, mà dắt tiền cắt đổ không, mà đi học mà ngủ ngoài công viên không á, rồi sáng mới vô học. Rồi 2-3 ngày cũng đâu có sao ở đâu tắm, tại vì đâu có nhà đâu ở, đâu có tiền đâu ở xe phòng. Chuyện đâu phải dễ làm đâu con ơi, mang thân người á. Cha mẹ nói con đã thử qua hết rồi, con đã ném mùi khổ hết rồi, để cho con sau này á mới thương được nhân loại. Thì nhờ vậy thì mới biết thương chứ, hữu mà sanh ra con của bác Chính hay là bác Dũng hay bác Phúc đã phải không? Có tiền sẵn, muốn làm gì đó làm, xe ngon đâu. Chỗ hồi xưa học sư phụ là quê ở đây, gốc đây, học ở dưới Nam Cali, chạy chiếc xe có $300, đi giữa freeway năm hả, nó hư gần 10 lần. Sư phụ đời 7 giờ sáng bắt đầu lái về, chạy 2-3 tiếng chưa tới lót là hư. Mỗi lần mà nó nóng máy lên, cái bình nước của nó xịt khói lên là phải đậu rồi phải sửa. Trời ơi, về tới đây nó hư mấy chục lần, mà đi từ 7 giờ sáng mà về tới đây là 3 giờ khuya. Thì con lái bao nhiêu tiếng? Mấy con giờ lái cái rẹt 5 tiếng rưỡi. Thụ nhớ chiếc xe đó là hiệu Datsun 240 nữa. Xe mà có mùi xáo xéo này nè. Trời ơi, tiếu lầm lắm. Rồi sư phụ nhớ những lúc mà ở dưới Nam Cali, rồi có những lúc đi làm, rồi đi học có tiền. Tiền đó phải nói nhiều tiền, nó còn phải nuôi 12 anh em, nuôi cha mẹ.
thì sư phụ phải ở xe phòng, mà ở đâu phải ở mình, ở 4-5 thằng, còn có thằng nào thằng mấy nó như là ồn ào làm đủ chuyện hết cũng phải ở ở đó. Rồi ăn thì mạnh nay nó ăn, thì phụ ăn cơm gọi là cơm phần ở dưới hồi xưa gần Phước Lộc Thọ, nó có tiệm gọi là tiệm cơm Sáu Voi, bây giờ không biết giờ còn không, tên là Sáu Voi, phụ nhớ chữ Sáu Voi mà để con voi luôn á. Mà giờ lâu lắm rồi không biết là tìm. Thì mỗi lần ăn á về 2.50 mà được 3 món, mình ăn chỉ 3 món vậy đó. Thường sư phụ xin cơm là ém cho đầy lắm, không nói rồi bác ơi con ăn nhiều lắm mà bác bế cơm nhiều, bả đâu khe đâu, cơm mà đâu có gì đâu tốt. Thì mánh mung á ông là chia ra làm đôi, là tại vì buổi chiều vừa bận không có đi mua được, giờ thứ hai á là mình ăn rồi ăn nhín nhín. Thì một phần cơm nó đâu có thiêu đâu, để ngoài xe là ăn được ngày cứ sống vậy, ngày 2.50 2.50. Đổ xanh chừng chạy tới trường vòng vòng chừng đồng 3.50, ngày sống 3.50. Có nhiều tiền nuôi cha nuôi mẹ hết, dễ Việt Nam hết. Đó là thời xưa. Chứ là thiên tử, con nghĩ thiên tử mà xuống trần mà làm tỷ phú rất là dễ, cha cho là dễ ạt. Cái con chim chỉ thôi, ở trong giường của sư phụ trở nên xuống đây nó làm tỷ phú Bill Gates á, nó là con chim chưa được quá thành tiên nữa đó. Thiệt á, cốt của nó sư phụ coi mà. Còn Phạm Nhật Dưỡng nó chỉ là con rùa thôi, măng rùa vàng ở dưới Long Cung, lên đây làm tỷ phú á. Bây giờ còn xe Vinh Phát, trời ơi mày quên tao hả? Rồi xuống dưới tao gõ mu mày, tao chơi tao cỡ cổng mày, mày cổng bò vòng vòng mà lên đây mày dạo con tao đại khái. Thật sự cái con lần chứ phụ buồn quá, 5-7 năm trước chủ cha cho con tiền đi con xây cái núi này như thành phố, giống như là có một lần chứ phụ nằm mơ thấy cái núi này là đông lắm, cả nghìn nghìn chữ thiên là đẹp lắm, không phải sơ sài như bây giờ mình thấy. Cái giờ cha nói nếu mà cho con nhiều tiền thì nó sẽ không có cái nhiều cái công đức. Mình xây núi không phải là tiền nha con, xây bằng cái tâm á. Bề trên tính là cái tâm của mình, cái nhiệt huyết của mình, thì cái núi nó mới lâu bền. Cho nên cái này á, mình trải qua khó khăn lắm, mình mới có 500 mẫu này. Tới ngày hôm nay là mấy con biết công sức của sư phụ, biết nhiều nhiệt huyết không á. Thì tới thời mấy con là cũng thấy rồi đó. Bây giờ tính của bệnh nó cũng mệt với cái thiên long thọ với tụi nó, bởi làm sân khấu vừa tính thầy trò vô là nó tới nó quậy mình, thì là nhiệt huyết, thì cha giải thích như vậy thì nó mới lưu truyền. Chứ còn đưa tiền ra rồi ký cái check rồi không có chịu mặc quần đi, mặc giày đi đổ xi măng hay là mặc đồ đi cắt cỏ, thời nay thì phụ sướng hơn rồi, có thằng Thái có mấy đứa nó phụ nhiều. Những năm đầu á phụ đâu có ai đâu, có phụ với anh Bắc à, làm cỏ làm gì cũng phụ với ổng với thằng Thành, ba này tròn khổ lắm. Thì cha nói là nó mới lưu truyền được, nó mới thành cả cuốn kinh sống. Chứ còn nếu mà dễ quá mà như con chim á thì đâu có gì đâu, tại một kiếp đời là phù du, đi cũng để lại bàn tay trắng, đi cũng chả mang theo được gì hết. Con nghĩ Bill Gates đi để lại gì? Đố mấy đứa đi để lại tiếng người ta chửi suốt đời á, tại nó chế hơn con COVID á. Rồi Steve Jobs mà làm cái điện thoại mình nè, ông nói là ông ước chi là ông sống thêm được mấy tiếng nữa, ai muốn cái gì ông cho hết, mà cũng đâu có được, cha đâu có cho, chịu hồn về là chịu hồn về thôi, cuộc đời là như vậy. Ngược lại những vị mà có tiền căn mà căn cốt cao á, xuống trần á thường thường là phải nghèo khổ. Nhất là mấy thằng gái đẹp như mấy con á, là cô tiên không phải không, xuống đây phải bị bầm dập, bị mấy thằng chồng vừa xấu vừa dữ nó hành, thì lúc đó mới chịu ngồi lên đọc kinh, mới chịu lên núi, mới chịu kiếm sư phụ, mới chịu biết về cha mẹ. Chứ còn giống như mấy nhỏ Việt Nam, trời ơi hoa hậu này á hậu nọ, nó làm gì nó biết. Đó là cái phước của con, nghèo cũng là cái phước, ngu cũng là cái phước, khôn cũng là không có phước, giàu có quá cũng không đủ phước. Đâu phải là giàu là có phước đâu. Bây giờ con mấy con đem 100 người giàu tới, con mời con phỏng vấn đi. Anh có vui vẻ không?
bảo đảm mấy con là họ sẽ nói không luôn, không có ai có tiền nữa là vui. Nhưng mà ngược lại, họ thiên chúng ta trong tương lai sau thời vàng kim, vừa có tiền vừa giàu có mà vừa vui nữa, và đưa vừa được về trời. Tại vì xưa đã dạy rồi, đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Mình đừng có lem nhem hai bên. Mình giàu có, mình vẫn thờ cha thờ mẹ. Mình xét ok, chiều thứ sáu tôi đi tiệc tùng ăn uống, tối thứ bảy tôi đi nhảy đầm. Tại mấy đó 12 giới luật đâu có sai đâu con. Chỉ có một cái là con uống rượu không được thôi, phải không? À, thì cứ trong 12 giới mà con làm kiểu nào, đừng có dính thằng nào hết, có phải được về không? Còn ở trên, khi 10 đứa mà lên núi này biết tu, biết quay đầu, cuộc sống đều có sự thay đổi khả quan hết. Con cứ đi vòng vòng hỏi mấy đứa này đi. Cha mẹ đã biết những đứa con của mẹ xuống trần chịu khổ, rồi hôm nay nó quay đầu mà nó khổ quá đó, thì nó cũng không có chiếc xe ngon mà chạy lên núi này nữa, thì mẹ phải cho nó xe xịn chút, phải cho tiền. Bây giờ á, những cái người thợ hàn làm hàng rào giúp sư phụ, mấy thằng đổ xi măng, thằng nào bây giờ cũng giàu hết. Trời ơi, ai mà đụng tới cái núi này giúp anh Kiệt một cái là về là không biết tự nhiên á, mối này mối kia đưa đẩy giống nhân hùng, con thấy không? Hồi xưa á, nó không có đồng nào, bây giờ nó là building tùm lum thiệt luôn á. Trong vòng 2 năm thôi, cha mẹ xây chuyển hay lắm. Mấy vị thần đây nè, cho mình cái ông nhàn vàng mãi, cục đá vàng vàng á. Trừ khi có những người, phải mấy vị biết là mình lạm dụng, lâu lâu không có làm gì cho thiên tâm, chẳng có làm gì cho núi. Làm cái gì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nấu ăn hay là bưng gạch tới đây hay làm cái này, để mà tạo cái không cảnh đẹp này, để cho mọi người quy tụ lại. Quy tụ lại thì họ mới biết cha biết mẹ, họ mới biết thiên tâm, thì cũng là góp sức cho thiên tâm. Chứ không phải có lâu lâu có mấy người xẹt tới một cái, chạy lại cha lại mẹ trên này một cái, lời đó khánh cho tôi có tiền, rồi cái biến mất. Cái đó mấy vị nó ô cái người này á, cho tôi có củ khoai gói xôi hay là gì gì, cái là cho một đòi mười không à. Mấy vị biết chứ không biết, mấy vị đâu có độ gì đâu. Cứ phải lên đây thật tâm kìa. Bữa sư phụ nói chuyện với sư phụ, có một sư phụ nữa là trong tám vị bát tiên, là ngài Lý Trung Quỳ á, là sư phụ có thờ cái bàn chân của ngài đó. Tại ngày đầu lúc mà năm 2014 sư phụ mua cái núi, cái ngài nói con có biết cái lõm đó là cái gì không? Dạ không, tại mưa nó chảy xuống mà nó thành cái lõm đó. Nó không phải, cha con á là sai ta dặm cái lõm đó để làm dấu. Cái lõm mà ngay đây nè, sư phụ hay ngồi thiền đó, đó là cái linh long mạch đó. Cái ngài nói trời ơi núi bây giờ đẹp quá, là này nè, đường đi nè, hai hàng cây nè, ổng khen. Thế mình nói có mấy thằng đệ tử thằng Thái từng nào nó từ San Diego mà Riverside mà cũng lái xe đây nó làm nè, Thái cái hụ sao làm nổi. Từ lâu nay là hụ không có đụng tới cái này nhiều, nhiều chuyện quá làm sao mà đụng được. Thì con phải nên nhớ, họ thiên chúng ta tài sản này là tài sản của ai? Tài sản của người Việt, của 100 triệu người Việt, 100 bách họ, không phải chỉ riêng họ thiên. Người nào góp công lên đây để mà lưu truyền cho con cháu thì phải lên đây giúp. Chứ phụ chỉ mua đất thôi, rồi mỗi nước phải góp bàn tay, chứ không phải lâu lâu có về đây cái khấn lại cái đưa cái mấy gói bông với mấy gửi trái cây xin tùm lum hết. Xin cho tiệm con bán đất, xin cho chồng con bất nhậu, xin cho con bất bệnh. Mấy con thấy có lạm dụng không? Mình phải có tâm huyết phải về đây rồi này nọ. Ví dụ như ngày hôm qua sư phụ nói chuyện với gì này kia, ngài rất là hiện hữu, ngài cũng đang đứng đây nè. Ngài nói lâu lâu thái tử phải kêu mấy đệ tử rửa, tại vì cái tượng mà dính cước chim thì ngài dơ, ngài đâu có ngự lại, phải sạch. Cho nên tượng này lúc nào cũng cần phải xịt rửa. Tượng trống cũng vậy, có những đứa nó biết. Sư phụ đã dạy những cái lớp đệ tử cũ, cậu đứa nào lên đó mà rửa tượng là đại phước. Rồi cái kiếm của ngài bữa bão khủng khiếp luôn á, mà núi mình hên không có gãy cây nào. Còn biết mấy cái bùi trúc chỗ sư phụ mà ngồi nhập thất ngay ngày đó hả, nó nằm sát xuống luôn á, mà nó đứng lại. Cái kiếm này gãy, cái thằng Nga ngồi đây nè, thằng Nga đó gắn lên.
cái sư phụ hỏi ổng, ủa sao kiếm gãy về bộ đánh thiên ma hả gì phải không? Mà từ bữa đó thiệt sự thiên ma tới đây quậy mình á, là lúc mình cắm cái niêu lên nó là cái niêu gãy xuống liền á. Thì ngài nói không phải, cái kiếm thiệt của ngài không bao giờ gãy, ổng có kiếm thiệt á, còn kiếm này là kiếm ấy thôi. Những gì đây á rất là bình thường, hiện hữu. Mấy con kêu là tượng á, đừng giỡn chơi nha con. Cái hữu nói chuyện mỗi ngày á, o là tham. Tổ cũng vậy, đâu phải là khúc gỗ đâu con, tổ thiệt á. Cái Thiên Long Sơn này nó sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm và nó đi vào lịch sử nhân loại. Ai mà có buồn chán, có bao nhiêu khổ nạn tai ách, con bệnh con đau cỡ nào, lên núi này mấy con cũng thấy thoải mái, đúng không? Cũng một ngày an lạc. Ở dưới kia mình bước ra cái cổng này, mình tranh đấu, mình bao nhiêu chuyện phiền tối ô âu lo, mình lên đây quên hết. Toàn là mặt mày trên này là hiền không à, chả có ai là người dữ. Con nhìn đi, tìm một cái mặt mà khuôn mặt dữ cũng khó nữa đó. Có ai dữ không? Giơ tay lên. Nó cười không à. Mà mấy đứa con mà muốn tìm nụ cười đâu phải dễ đâu. Đi vô Grand Central Mall, mặt nào mặt nấy cũng nghiêm hết trơn á, giống như là thiếu sổ gạo vậy. Chỉ có Thiên Long Sơn chúng ta mang đến sức khỏe và mang đến niềm vui, an lạc và sự hỷ lạc. Thì sư phụ gọi cái này là 500 mẫu đất này là một cái khu retreat. Đó là cái khao khát của sư phụ sẽ gán xây, có nhiều tiền thì xây 5.000 cái phòng apartment, 5.000 cái apartment nhỏ nhỏ, một cái tổ ong vậy đó, một cái building bự nó gọi là tổ ong, giống như khách sạn. Còn nếu mà sư phụ ấy thì những đại gia sau này mà thương núi mà nó dư tiền á, nó thảy lên đây cái tổ ong chừng 1.000 á, họ thiên chúng ta 1.000 gia đình ở rồi cũng đã rồi, rồi con cháu tới thăm nữa miễn phí. Mấy con chỉ cần lấy tiền mua nhang, mua quẹt, rồi trái cây là xong. Là trên này đâu có tiền bạc. Chứ hồi giao trước, tôi cho đất. Dù có ngon, dù cho cái building, cho đóng xi măng đi. Rồi tôi cho họ thêm tôi lên đây ở để giữ đất của tôi, giữ cái nút của tôi. Thì là ai cũng có công đức, ai cũng có phước. Còn 1.000 mấy đứa đệ tử họ thiên mà ở trong đó cũng có phước. Tại vì mấy con phải làm cái này nó đẹp. Mỗi một ngày mình không lên đây, cỏ nó mọc làm sao mà có bông hoa kiểu này con. Con muốn được nhìn thấy cái này không phải chuyện dễ nha. Ở bên Houston mấy đứa mà tìm cái hoa này không có. Hồi bữa con nhỏ kia nó ít có hoa Cali đâu biết. Nó làm đài tivi luôn á. Trời, nó thấy cái hoa này mà ngay cái mùa mà mọc lên đẹp á. Trời, nó mừng, nó ngồi, nó khóc, nó ôm. Houston không có, Texas không có. Là cái cây này nè. Mà nó mọc lên cái hoa đẹp. Trời, nó ngồi mà nó ôm mà nó không muốn đứng lên luôn. Trời ơi, bên bển không có. Thề muốn được như vậy thì phải có người tưới nước. Cả những cái dây đèn này nè, không biết ai làm không? Ban đêm chỗ này á còn đẹp hơn là ban ngày nữa. Đó là Veronica đâu rồi? Veronica đây đây. Trời, hai chồng á cặm cụi làm. Từ đây cho tới điện cha điện mẹ giờ có hai đệ tử mà hai ông cọp á, cọp trắng ở dưới á, nó cũng làm đèn cho ổng nữa. Giờ chỉ còn một chuyện mà bữa giờ cả cả tháng nay thụ nhức đầu với ông bố. Bố ơi, bố kiếm hàng mỡ dê súc, mấy cái phần của mấy con chim đi đi bộ ngang đó nó hôi chịu mới nổi, mỗi lần vô đi là phải nít vậy. Mà ông không chịu làm tại bây giờ ông già rồi. Bây giờ đứa nào mà tức hay đứa nào kiếm hàng mễ lên dọn cái chuồng công cho sạch rồi đổ đất vô cho nó, chứ giờ gần mấy năm trời á nó đầy trong đó nó hôi quá trời luôn. Đây chứ buồn chỉ sợ là hai ông hổ không chịu không có nổi. Mà lúc mà hai đệ tử hổ á xin sư phụ ở đó, sư phụ vào trước, nó gần chuồng công hôi lắm, ổng nói không sao. Nhưng mà sư phụ ổng thì dĩ nhiên ổng thích ở với sư phụ ở trên này, tại đại tử sư phụ mà hang cọp trắng ở dưới cái nhà vàng vàng á, ổng là thiệt. Thì ngài nói không sao, sư phụ biết là có sao đó. Gió mà thổi dữ đó sao chịu nổi, tại mấy vị thần thánh mà con, mùi ngửi còn ấy lắm. Cái ngày mà bữa nay cái lỗ mũi sư phụ đầu nó cũng trở lại người thường, chứ ngày mà ra khỏi thất ha, bảo đảm đứa nào sức dầu thơm hiệu gì á sư phụ biết luôn đó. Tại sư phụ không có biết, nhưng mà biết đứa nào sức dầu thơm không sức, cái mũi nó thính cực kỳ luôn.
Núi này là của 100 họ, 100 triệu người Việt. Không phải riêng Hội Thiên, nghe nhớ kỹ lời Hội dặn. Tại vì cái nói Hội Thiên, cái mẫu người Việt Nam mà không có vô đảo, không cho ta lên, không có đúng hả con? Mấy con Hội Thiên là chỉ là người Menes quản lý đời này sang đời nọ. Tại vì đã là Hội Thiên là biết cái biết sợ tội, biết tạo đức rồi. Sợ tội với biết tạo công đức thì là biết giữ được núi. Cầm ở nhà rảnh, lên trên này con chỉ cần lụm lá thôi, lụm rác thôi là cũng có phước. Tại vì ông Sơn Thần nghe những gì tiếng trên này, trời ơi đứa đệ tử này giỏi nghe. Ủa mà sao thấy ngày mai nó sắp sửa bị cái đại nạn, hình như là bị một cái tai nạn xe. Thôi giải nạn giùm. Là ông tới ông vỗ vai cái là giải cái nạn. Nhiều lúc mình những đứa Hội Thiên vô tình lên đây mỗi ngày mà được mấy vị giải nạn, mấy con làm sao biết được. Nhưng mình sẽ biết được để cho phụ coi, cho mấy con sự so sánh. Trước khi mấy con biết Thiên Long Sơn, mấy con ít có nụ cười và lúc nào cũng sân si gây lộn gia đình, hỏng chuyện này tới chuyện kia. Mấy con biết Thiên Long Sơn, lên đây biết đốt nhang, biết lên ngồi thiền với mẹ, không biết đọc kinh này ngồi 15 phút. Mà không biết đọc kinh thì ngồi nghe người ta đọc kinh cũng có phước. Tại vì phước là mỗi lần đọc kinh là giống như Edwin nói đó, là mấy chư Phật xuống đầy cái phòng đó thì là có phước chung. Cái Phật đâu có phân biệt, rồi đứa không đọc kinh, đứa đọc kinh, đứa đọc thì được phước, đứa ngồi không được phước, đứa nào ngồi ké cũng gọi là cộng lực cũng được phước. Cho nên không biết chữ, không biết gì cũng gán lên ngồi chung để mà mình hưởng phước lây, phải không? Bây giờ chiếc xe lửa chỉ cần một người lái xe lửa thôi. Một mình Mỹ Tiên thôi là nó có thể kéo một đống người đi là trời chung nó được rồi. Thì cái phước nó cũng y như vậy. Thì mấy con lên đây trong một năm, mấy con sẽ cảm thấy đời sống nó khác hơn trước khi lên núi. Cứ ngồi suy nghĩ là đi, chiêm nghiệm đi. Lên đây nó có vui, không có buồn. Còn đi xuống núi đi shopping nó có buồn, mà ít có vui. Tại vậy mấy con đúng không? Lên núi mấy con chỉ có vui thôi à. Có bây giờ có chữ buồn trên núi không? Có ai lên đây mà gây gỗ hay là bực bội gì đâu? Ít bao giờ có. Chỉ có nhà gia đình đi tiệc, đi thăm người này, đi birthday con cái nhà nọ, đi shopping kia dẫn con đi, đi gặp bạn bè hay là đi hội họp trong hẻm, đều là có chuyện bực bội. Chỉ có đi Thiên Long Sơn là không có nha. Thì từ từ con sẽ hiểu những cái nhiệm màu mà những chi gì âm thầm giúp mình, đó là thật sự. Rồi cộng lại mình cũng ít có bị tai nạn như hồi xưa đó. Và đồng thời cái trí tuệ của mình sáng hơn nữa. Mình không có bị lâm gì hay là quên đầu này. Ồ đóng cửa rồi mà cứ hồi quay lại. Tại vì cái đầu của mình không có chuẩn. Mình cứ nghi ngờ là mình, tức là mình không có tin tưởng bản thân mình đó. Cứ quay tới quay lui là bất nhiêu thời gian con cộng lại con nhân 1 năm 365 ngày bao nhiêu cái lâm gì của con lắm cẩm. Rồi đóng cửa xe thì cứ lót rồi mà cứ nghĩ là mình chưa lót, đi vô trong hẻm là đi vô shopping còn quay ra mấy chục bước để coi nữa, có phải vậy không? Lên Thiên Long Sơn từ từ sẽ không có mấy cái bệnh đó. Nếu mà con ngờ con cộng lại đi, đời sống nó đều thay đổi hết, thay đổi thật sự. Rồi giống như ngày xưa mình hay về, mình hay gây gỗ với chồng, hoặc là có những đứa nó hiện bị chồng hiếp, ăn hiếp vô cớ. Tại vì chồng nó ăn hiếp rồi, nó như tiệm người đổ rác, nó đổ làm bậy ngoài đường bị phù mỏ hay sao, nó vậy phải đổ vô con vợ, phải không? Đi về nhà mà đổ vô con vợ thì nhiều lúc bữa con vợ cũng chịu không có nổi, cũng sực lại. Nhưng mà khi lên Long Sơn rồi, ồ em biết em là thùng rác, anh cứ đổ. À, cứ đổ lên đầu em đi, em có Thiên Long Sơn để mà em đổ ngược lại. Thế con lên Thiên Long Sơn là phải con đổ ngược lại, là mấy vị hứng hết. Anh cứ đổ lên đầu em lên Thiên Long Sơn. Thì cứ đi cycle như vậy. Nhưng mà có những chồng nó cực kỳ ngu, vợ lên núi tu mà cứ chửi vợ, quýnh vợ và dằn mặt vợ tối ngày, giúp đâu có vợ ra khỏi nhà nữa. Chưa biết trời ơi, đứa đệ tử này nó bị khảo tội nghiệp quá trời luôn. Con thấy đời á, những cái hằng mà nó hung dữ, nó càng hung dữ. Nó ăn hiếp được con một lần á là nó ăn hiếp luôn. Nhưng lên Thiên Long Sơn mấy con á phải tỉnh táo ngược lại.
cứ ăn hiếp, cứ nghe lời sư phụ dặn, cứ từng tốn 20 đồng Victory Secret biểu diễn cá lê thia cho nó. Sư phụ bảo đảm trong vòng 3 tháng con dạy nó đọc kinh nó ngồi đọc liền, nó xong rồi độ ráng. Mà lúc đó nó quỳ với chân con á, trời ơi sư phụ vui vẻ vậy. Đúng rồi, để tôi kiếm ổng để tôi nhận làm sư phụ. Thật sự cũng có mấy đứa đệ tử làm thành công á. Nó tự gì sư phụ dạy là mấy con phải về hạnh phúc. Cái tánh của thằng đàn ông Việt Nam á là chồng chúa vợ tôi, con có hiểu không? Không có sự công bằng. Còn ngược lại mấy anh chồng Mỹ, con đừng có tưởng nó nice Vanatha mà bông hồng rồi good night honey hung cái ngủ rồi phải không? Con tưởng nó lịch sự á, đến ngày mà nó trở mặt với con hả là thì thôi á, nó lột da con á, nó lột không còn cái gì á. Cho nên hàng chồng chúa vợ tôi á là tự vì do cái phong tục của mình, cái bản tánh người ở châu, nhưng mà rất là thương vợ, cây lá xum xuê. Nhưng mà cuối cùng á, nó đi cái đống người phụ nữ, nó cũng lá nó cũng rụng về cội à. Chỉ có một cách á, là chỉ có một cái là mình làm sao mình chỉnh, mình lấy của cái thằng Mỹ phần nữa mình gáp vô cái đầu thằng Việt Nam thì mấy con perfect. Nhưng mà làm được hay không thì là do mấy con có làm đúng không. Tức là lấy của thằng Mỹ cái khúc lịch sự của nó gáp vô cái thằng Việt Nam là biết quyến xuyến, biết lo cho gia đình, thì mấy con là perfect không. Thì nó đâu có đi bay bướm. Còn cái thằng chồng chúa vợ tôi á, nó mà ăn hiếp con được rồi á, thì nó sẽ bay bướm. Còn nó ăn không ăn hiếp được thì nó bớt cái phần bay bướm, nó có cái đó. Cho nên trước tiên đừng có để cho ăn hiếp mình quá đáng. Mình con có ông trời có bi chí dũng, nó ăn hiếp được rồi á, nó đè đầu mình rồi, lúc đó đó nó biết mình sợ lép dế nó làm tới, nó ra đường nó đi chơi. Thứ nhất là cái nhà băng, mấy đứa con phải giữ cái thẻ ATM, không có để cho nó có cái nhà băng. Nó không có tiền, nó không có làm được gì hết. Anh cần đổ xăng, ok rồi anh đổ xăng. Vừa uống cà phê ngày 5 đồng thôi. Nó mà có dư tiền á là mua quà tặng cho ghệ, rồi đi shopping cho ghệ. Cho nên trước tiên mà con muốn nắm cái đầu của nó, con phải nắm cái account của mình giữ được. Mà làm được cái đó hay không rất là dễ. Phải có bản lãnh, phải tốn 20 Victory Secret. Thì con nắm được cái nhà băng thì từ đó nó mới không có xảy ra những cái chuyện kia. Chứ con để thằng đàn ông mà nó nắm cái nhà băng là con tàn hoàng luôn.